chưa kể thì em bạn chào em, mình đây là giới thiệu đây là bạn gái cũ hay gì đó có lẽ là, nhưng mà chia tay ví dụ 5 năm 7 năm gì đó thì bây giờ tụi em vô tình gặp lại nhau thì hai người bên cũng vui vẻ. Còn ví dụ mà trường hợp mà kể rồi thì đó, như anh kể với em là đây là người này người kia thì... Mà em có giới thiệu với người đó đây là bạn gái mới của mình không? Đây là bạn chính gái sao? Của mình không? Chính xác. Có thể là ví dụ bạn gái hay là vợ sắp cưới hay là vợ gì đó thì tùy từng lúc mình giới thiệu. Rồi, cảm ơn em. Đó là cách cư xử của ảnh, mình nghe thôi để mình hiểu thêm về tính cách của một con người ha. Bởi vì tôi nói trò chơi này nó hay lắm á, nó giúp cho mình hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, mời em. Em chọn số 3. Rồi, đọc lớn lên đi em, coi nói gì trong đó. Bạn gái thể hiện hành động mà bạn trai cho là lãng mạn nhất. Bạn gái hãy thể hiện một hành động gì mà bạn cho rằng là lãng mạn nhất mình dành cho bạn trai. Như mình thương người yêu mình nè, mình muốn dành một cái hành động gì đó, làm gì đó lãng mạn cho bạn trai của mình thì em làm gì? Mời em. Người ta chia sẻ cái quan điểm người ta rồi, giờ tới phiên mình. Do bình thường em sẽ làm đồ handmade để em tặng. Nhưng mà bây giờ ở đây hả? Ngay lập tức hả? Đó, thể hiện ngay tại đây. Em có làm gì không? Hay là em đọc một bài thơ nha. Đọc một bài thơ, ok, mời em. Và cái này dành cho bạn trai nha. Đó là một sự lãng mạn dành cho bạn trai. Chị nghĩ là em nên đi qua bên đây đứng để cổ đọc cho mình nghe. Mời em trai qua đây. Bạn gái mình có thể đứng lên rồi mình đọc thơ cho chàng trai này nghe. Bài thơ này là của Busson. Thể loại thơ haiku thì nó rất là ngắn, đơn giản thôi, chỉ có 3 câu. Mưa xuân lất phất rơi, ô vảo tơi cùng đi. Nó chỉ có vài chữ vậy thôi, mà lúc mà em nghe cái bài thơ đó là em cảm thấy giống như là cái cặp đôi đang yêu này nè, họ không cùng nhau che một cái ô, mà là cô gái mang ô, còn chàng trai mang áo tơi. Có nghĩa là hai người đi bên cạnh nhau, muốn đến bên cạnh nhau lắm rồi, nhưng mà vẫn có một cái khoảng cách. Giống như là khi mà mới yêu, đó là những cái rung động đầu tiên và nó nhẹ nhàng. Anh cảm nhận như thế nào? Anh nghe kịp bài thơ không? Nghe kịp, dạ. Cảm nhận như thế nào? Cái thời gian đầu thì hai người chưa hiểu nhau, có thể là một người đang ở sau quả, người sau kim, thì sau thời gian tìm hiểu thì mình mới biết người này có hợp với mình hay không, là cái gì mình thay đổi để phù hợp với người ta, hoặc là mình có thể là thay đổi người ta để mà hai bên cùng tốt hơn, để có thể là đi chung hết được. Nhưng mà bài thơ ngắn quá, tôi chưa cảm nhận được. Bây giờ nè, đã sẵn đứng đây rồi, tôi sẽ cho một cái âm nhạc vang lên, hai bạn có thể dìu nhau nhún nhảy qua lại một chút xíu để làm gì, để cho mình có một cái kiểm tra lại cái tín hiệu trong con người mình, coi có cái luồng điện nào truyền qua hay không, để chúng ta chuẩn bị sau khi kết thúc cái âm nhạc và chúng ta sẽ về vị trí và đưa ra quyết định là có hẹn hò với nhau hay không, được không? Rồi, lên phía trước mình cho hai em ha, ngồi vào vị trí của mình rồi. Bây giờ mình sẽ tự giới thiệu về bản thân, nói lớn lên để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Em trai giới thiệu trước nè. Dạ, chào chị Tương, chào bạn gái bên kia. Em tên là Dũng, sinh năm 1987, hiện đang công tác tại Sài Gòn. Em đang làm gì Dũng? Dạ, em đang làm bên dược chị bán thuốc ạ. Bán thuốc? Dạ. Quê mình ở đâu? Quê em ở Nghệ An ạ. Mình vào đây lâu chưa? Em vào đây 2008. Ồ, vậy là cũng vào 12 năm rồi. Vậy em đang sống với ai trong này? Dạ, em đang sống với bạn ạ. Sống với bạn? Là mình vẫn đang thuê nhà sống? Dạ. 12 năm rồi, sống với bạn trong này, người nhà mình là vẫn còn ở ngoài quê hết? Đúng rồi chị. Em định là sau này mình sẽ lập nghiệp trong này luôn hay là mình sẽ về quê? Dạ, trong này chị. Rồi, mời em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào bạn nam bên kia. Mình tên là Lý, tên đầy đủ là Cao Thị Hoàng Lý. Mọi người hay gọi mình là Lý Cao, bởi vì là chiều cao của mình hơi đặc biệt một xíu. Mình sinh năm 92, hiện giờ thì em đang làm quy hoạch đô thị ạ. À, quy hoạch đô thị. Dạ, em đã vào Sài Gòn được 10 năm ạ. 10 năm? Ừ. Quê mình ở đâu? Dạ, em ở Gia Lai chị. Gia Lai. Mình là quy hoạch đô thị mà ở quận nào hay là ở đâu, làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Thạnh. À, ở quận Bình Thạnh. Dạ. Ừ. Hiện tại mình đang sống với ai? Thì em cũng sống chung với bạn. À, cũng thuê nhà sống với bạn luôn. Hai bạn có vẻ là giống nhau, đều vào Nam để lập nghiệp ha. Mình mong muốn sau này mình ở trong Nam luôn hay là mình sẽ về quê? Hay là chồng ở đâu đi theo đó? Trong ngắn hạn á thì em sẽ làm việc ở Sài Gòn. Ừ. Nhưng mà về lâu dài á thì em vẫn muốn về quê. Ừ, lâu dài vẫn thích muốn về quê ha. Về quê ai thì chưa biết. Ở đó là còn tương lai xa. Trước mắt là cả hai bạn trẻ đều muốn sinh sống, làm việc và lập nghiệp ở trong Nam này. Ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em nói điểm yếu trước nha. Ừ. Điểm yếu của em á là những cái việc bình thường mà mọi người làm được á thì em sẽ rất là hậu đậu.
À, và cái điểm yếu mà lớn nhất đó là em nấu ăn không có ý là không có ngon, tự nấu ăn cho mình được thôi chứ còn chưa có nấu ăn cho nhiều người bao giờ. Mình ăn được là người ta ăn được, người ta ăn không được người ta xuống bếp tự nấu cho mình ăn. Còn điểm mạnh á thì em tự thấy là mình khá tự tin, và hiện giờ thì công việc cũng khá ổn định rồi. Còn tính cách thì em rất là tự lập. Ở trong cuộc sống á thì em quan niệm là khi mình yêu mọi người thì trong mắt mọi người mình sẽ trở nên đáng yêu. Hay, khi mình yêu mọi người thì trong mắt mọi người mình sẽ trở nên đáng yêu. Đó là một thông điệp mà mình thấy rất là tích cực. Dạ. Thấy con Dũng? Điểm mạnh của em thì cũng khá là uy tín. Và uy tín? Dạ, nói sẽ làm, rồi cũng nhiệt tình. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi đáng tiếc. Có thể là những ngày kỷ niệm em có thể quên sinh nhật hay là cái gì đó thì em sẽ quên. Đó, nhưng mà em sẽ hứa để khắc phục những cái đó. Điểm mạnh điểm yếu đơn giản ngắn gọn vậy đó hả? Còn cái gì thì cứ tìm hiểu sau thì mình có tật xấu gì không? Em hay quên đó. À, dạ. Về tình trường thì Dũng như thế nào? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. 2 mối tình trước cách đây cũng 6-7 năm. Gần đây thì cũng có quen một bạn nhưng mà cũng gọi là chưa tới sâu lắm. Quen được bao lâu? Nửa năm. Lý do sao chia tay? Khoảng cách tuổi nó hơi xa nên suy nghĩ nó khác nhau á. Em bao nhiêu, người ta bao nhiêu? Hơn nhau 10 tuổi chị. Em hơn cô đó 10 tuổi, 87 với 97. Dạ. Bên này 92, 92 hả? Dạ, 92. 92, có 5 tuổi thôi phải không? Vừa rồi, vừa đẹp rồi. Rồi bạn gái, tình trường của mình thì sao? Em chưa có mối tình nào hết. Wow, chưa có một mối tình nào luôn. Mình có yêu đơn phương ai hay là mình có biết là có anh nào ngắm nghía mình mà mình không thích không? Hay là chưa thấy gì luôn? Crush thì có, nhưng mà nó kiểu như qua một thời gian thì đối phương cũng không có tương tác gì hết thì lại quên rồi lại thôi. Mình cũng có sự rung động nhẹ nhẹ, đầu đời thì nó cũng có, nhưng nó không có động lại được lâu. Dạ. Có thấy xung quanh mình có ai đeo đuổi mình không, ngắm nghía mình không? Không có đâu chị. Không có. Thật ra là môi trường em làm việc là rất là nhiều nam. Nhưng mà có một cái đặc điểm á là các bạn nam mà em gặp á thường là họ yêu bản thân mình nhiều hơn là yêu người khác. Có nghĩa là cũng có gặp nhưng mà lại vừa hợp gu. Dạ. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong chờ là bạn đó có một cái tấm lòng lương thiện. Ừ. Nếu như mà bạn đó có thể làm được những việc lặt vặt trong gia đình như sửa điện, sửa nước á, em cảm thấy người đàn ông đó rất là tháo vát. Những cái vấn đề như là rượu chè, bài bạc, cờ bạc, gái gố, nghiện game là phải không có. Nếu mà trong sự nghiệp á, chưa chắc là bây giờ bạn đó có một sự nghiệp ổn định. Nhưng mà chủ yếu là bạn phải có chí tiến thủ. Dạ, và siêng năng, hai người sẽ cùng nhau xây dựng. Chứ chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ dựa dẫm vào bạn đó. Nhưng mà nói chung là cũng phải có cái từng cái tuổi này để tiến tới hôn nhân được. Ít nhất mình phải có được một cái công việc ổn định và một cái chí hướng hoạch định trong cái tương lai ngắn, tương lai dài, nó có từng bước, cái cuộc sống nó rõ ràng để mình có thể phát triển được cùng nhau, đúng không? Chị vẫn đang thắc mắc, nãy giờ nghe em chia sẻ và chị cứ nghĩ một điều thôi, chưa có một người bạn trai nào rồi mình đã có được một nụ hôn ngọt ngào hay là một cái nắm tay, một cái sự thân thiết gì chưa? Trời ơi, thương quá à. Giờ muốn không? Muốn ha. Thí dụ bây giờ được bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là hai người cứ tìm hiểu nhau. Nếu mà hợp á, thì trong vòng 1 năm hay 2 năm gì đó. 1 năm hoặc là 2 năm. Em thấy cái thời gian nó như thế nào? Đối với em thì như thế nào? Dạ được. Được. Còn em cái tiêu chuẩn của cái người vợ trong tương lai của mình là như thế nào? Yếu tố là thủy chung là hàng đầu. Thủy chung. Em cũng có thể chia sẻ việc nhà, không có gọi là phân công rạch ròi lắm, nhưng mà ở cái lúc nào thì bạn không làm được thì em sẽ làm. Còn lúc nào em làm không được thì bạn sẽ làm. Không có chia rạch ròi, công bằng chứ không rạch ròi. Hiểu. Dạ, em cũng có thể làm những việc vặt vặt trong nhà, giống như điện nước gì em có thể làm được. Được. Người mình trung mà cần cù siêng năng dữ lắm. Nấu ăn không được thì mình có thể học. Quan trọng là mình có muốn học, muốn làm cái đó tốt hay không. Nhưng quan trọng là bạn ấy muốn một cái người bạn trai, một cái người chồng tương lai là phải có một cái chí tiến thủ, một cái công việc ổn định, hoặc là mình có những cái định hướng. Thì em có những cái định hướng gì trong tương lai? Em đã vào Nam 12 năm rồi. Em ở bên Dược thì có thể là em sẽ mở nhà thuốc. À, mở nhà thuốc. Tầm khoảng 1-2 năm coi, thứ nhất là kinh tế nó ổn, thứ hai là coi cái xu hướng của thị trường sao nữa. Thị trường mà Dược thì lúc nào mà tiệm tiếng thuốc Tây bán không đắt, lúc nào cũng có người bệnh mà. Nhưng mà ít ra là mình cũng có một cái định hướng, có một cái hướng là muốn mở kinh doanh tiệm thuốc Tây, ví dụ vậy, trong cái ngành dược. Mẫu người lý tưởng thì muốn cái người như thế nào? Vóc dáng cụ thể, tóc tai, quần áo, mặt mày, mình có cái tiêu chuẩn gì không? Ngoại hình thì không quan trọng, nhưng mà ít ra nhìn mình cũng phải sao chứ, mình có cái chuẩn của mình như thế nào là bắt mắt mình, hợp gu của mình chứ. Con gái thì trên 1m55 rồi, tóc dài tóc ngắn gì cũng được, nhưng đừng có
nhuộm xanh nhuộm đỏ là được. Đó cũng là một cái tiêu chí đó nè. Về thôi bây giờ nhiêu đó đi, đưa cho chị coi hình. Em có đem hình theo không? Để đây chị. Có hình không em gái? Để có. Nào cho chị xem. Trong hai anh chọn một. Có năm cô gái thôi. Tìm đi, có cô gái ấy ở trong này. Cô ấy là ai trong năm cô gái ấy? Em nghĩ là cô Âu Cam. Tại sao nghĩ là cô Âu Cam? Cảm nhận là cô Âu Cam. Cảm nhận thôi hay có một cái dựa cho một cái cơ sở gì không? Bà này cũng tương đối là cao. Ồ, tại em nói em có một chiều cao vượt bậc, chiều cao đặc biệt thì họ chỉ như vậy là đúng rồi. Còn em, đâu, anh ấy? Em nghĩ là anh ấy đi. Tại sao mày nghĩ là anh đó? Em cảm giác người miền Trung thì sẽ ấm ấm. À, rồi, anh này, người miền Trung ấm ấm, đồng ý luôn. Xin mời hai bạn nhìn về phía cửa trái tim để xem cái cảm nhận ngày hôm nay của mình đúng hay sai nha. Cho vui thôi. Sao nè? Em chào anh. Thật lắm à? Em cũng đánh sai rồi. Giá trung hình là anh đầy người hơn. Nói chung là sai bét rồi đó. À, mình cũng sai bét luôn đó. Cô ấy là cô nào đâu, chỉ vô coi. Cô này. Đó, cô nói ngược đó. Cô nói cô có chiều cao đặc biệt là cô nói ngược đó, hiểu không? Dạ. Trái tim mở ra cái cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Cảm xúc đầu tiên của mình như thế nào? Bạn này là sáng là khuôn mặt có vui vẻ, hòa đồng như bạn chia sẻ. À, cái quan trọng là chưa có một mối tình dắt dai, chưa có một kinh nghiệm tình trường nào, chưa có một nụ hôn ngọt ngào luôn. Khi mở cửa trái tim này ra thì trong người em thấy như thế nào? Ở bên ngoài có vẻ anh lớn hơn là tuổi thật. Đầm tính ha. À, ăn quà nè. Trời ơi, hai người này cũng có sự trùng khớp. Ai cũng cầm cuốn sách theo vậy. Dạ đây, em cảm ơn anh. Ý nghĩa gì của hai cuốn sách này? Hai bạn ngồi xuống chia sẻ coi nè. Đường xưa mây trắng. Đây là một trong ba quyển sách mà em chưa có đọc. À, chưa đọc. Em nghe audio của nó thôi. Em nghe đến chương 60 rồi. Em mới quyết định là thôi, cũng phải mua sách thôi. Bởi vì khi mà cầm quyển sách trên tay mình đọc á, thì tí như mình tận hưởng được nó nhiều hơn. Nhưng mà khi mà được tin là hôm nay sẽ đến gặp anh á, thì em mới chọn một quyển sách mà em cảm thấy nó ý nghĩa nhất đối với mình. Mong là anh đọc để cùng nhau chia sẻ với nhau. Đường xưa mây trắng. Và còn cuốn sách của em là ý nghĩa gì? Dạ, có lẽ là do mình bận về công việc quá, mình không quan tâm tới những cái có thể làm mình già nhanh hơn. Đó, thì mình quan tâm đến cái này giúp mình thay đổi lối sống thì mình sẽ trẻ hơn, đẹp hơn. Dạ, tại vì phụ nữ thì cần đẹp, cần khỏe. Đều là những cuốn sách rất là ý nghĩa, mong muốn gửi cái người bạn của mình để biết đâu có một sự đồng cảm với nhau và đồng hành với nhau sau này ha. Rồi bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian riêng để chúng ta vừa trò chuyện vừa thưởng thức một bữa ăn trưa rất là hấp dẫn tại nhà hàng Indochine. Xin mời. Các Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn trời rất là thơm ngon, mở nắp ra bưng ra thôi là nó hấp dẫn. Món xôi chim bồ câu nha, rất là đặc biệt của nhà hàng đó. Mình vừa thưởng thức món ăn vừa trò chuyện với nhau, ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Mời hai bạn ngon miệng. Rồi, mời ăn đi cơ. Dạ mời anh ạ. Hồi nãy anh Dũng nói em chưa có nghe rõ. Gia đình em còn ai nữa không? Anh em, anh chị em. Em có một chị gái với lại một bé em. Em gái em năm nay học lớp 10. Gia đình anh có mấy anh chị? Anh thì em gái nó cũng có gia đình, có con nè. Em gái ạ? À? Đúng rồi, em gái nó cũng nhỏ hơn đôi tuổi à? Dạ. Em làm thì chắc em rảnh buổi tối phải từ 7 tới nhật. Dạ. Rồi nếu mà hẹn hò thì có thể là sắp xếp những giờ đó đúng không? Dạ được. Anh làm việc ở đâu ạ? Anh làm cũng không xa em lắm. Anh có lười đi chơi không vậy? Em là ham đi chơi lắm á. Ham đi chơi thì em chơi những ở đâu, ví dụ là đi phượt hay là đi theo kiểu gì? Hay là cà phê? Dạ đúng không? Chắc cũng giống nhau mà. Thời gian rảnh thì mình cứ vác vào lô lên mình đi thôi. Dạ. Anh có thích xem phim không? Phim thì phải có bạn gái đi thì đó cũng là một cái lý do. Em học bên kiến trúc ra hay là sao? Dạ, em học trường kiến trúc. Học khoa quy hoạch. Thì bây giờ ra thì công ty em chủ yếu là làm thiết kế và quy hoạch. Thiết kế quy hoạch. Dạ. Em đọc hết tất cả các loại sách hay là có loại sách nào em hay đọc hơn không? Ví dụ là tình cảm hay là ngôn tình hay là... Hồi mà em học cấp 3 á, là lúc đó bị mê chuyện Kim Dung. Tiểu thuyết Kiếm Hiệp là em đọc hết tất cả gì liên quan đến Kim Dung em đọc hết. Rồi xem hết tất cả các thể loại phim mà của Kim Dung là em xem hết. Cái chương trình
khám phá thì em có hay xem không? Ví dụ Discovery hoặc là... Bữa nay 10 năm vô Sài Gòn rồi đâu còn xem TV nữa đâu. Ừ. Dạ. Thời xưa xem TV thì may ra còn có xem. Kim Dung thì chắc cũng không ưa. Không ưa luôn á. Tại vì trong đó nó hơi... Ăn chưa? Làm một miếng đi. Thưởng thức coi nó ngon như thế nào. Đồ ăn ngon không cưng? Dạ ngon ạ. Mình nấu ăn được mấy phần so với vậy? Này cũng nhà hàng mà, nhưng mà ở nhà nấu cơm và kho thịt kho cá đồ được không? Dạ đúng rồi, ấy là nhìn cũng biết đó là món thịt, đó là món cá. Vậy là ngon lắm rồi. Nãy giờ trò chuyện được nhiều chưa? Có nói gì về quan điểm sống hay là quan điểm kết hôn hay như thế nào chưa? Cũng có chị, nhưng mà cứ từ từ mình tìm hiểu thêm. Nhưng mà đã có cái lịch hẹn hò với nhau chưa? Dạ chưa. Đó, người ta là chưa có tình trường. Dù sao cũng gái mới lớn, mình lớn hơn, mình phải chủ động, mình thanh niên nữa. Mình cứ từ từ nên... Cuộc sống đôi lúc nó có những cái từ từ, nhưng có những cái cũng phải nhanh lẹ. Ví dụ như là lấy chồng phải lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Nếu bạn này đã trải qua mối tình ấy, thì em có thể là đi nó nhanh hơn chút. Còn bạn này là chưa, nên là cứ từ từ nhanh có thể là bắt có thể bay luôn. Chúng tôi bạn ấy ngợp, dạ. Đúng không? Cũng hay đó, cũng là tâm lý. Ê, bữa nay em có đi với ai không? Có chị em hả? Em cũng muốn nghe ý kiến của chị mình không? Rồi, mời chị gái vô trong này nha. Chào em, em tên gì? Em tên Mỹ Linh. Tên Mỹ Linh, em là chị sao của Lý? Thì em chị ruột. Chị ruột? Dạ. Hai chị em ruột á hả? Ủa sao nhìn không giống nhau vậy? Nhiều đứa giống ba, đứa giống mẹ. Ờ, nhà có mấy anh chị em? Dạ, ba đứa. Rồi, còn ai nữa? Còn bé em Út nữa. À, bé ba chị gái. Ba cô gái hết. Dạ. Wow, tam nương. Nhà có ba nàng tiên. Nhà có ba nàng tiên. Trước tiên cho chị hỏi xíu là Lý ở nhà thì là một cô gái như thế nào? Có cái gì đặc điểm gì nổi bật nữa không? Nổi bật thì Lý ở nhà là nổi bật nhất nhà đó chị. Nổi bật ở cái mảng gì? Nói chung là nói chuyện, nói chung là ý kiến của Lý lúc nào cũng là trong nhà là ý kiến chính. Ghê vậy hả? Dạ. Là chuẩn đó hả? Đúng rồi, chuẩn mực đó hả? Em mà muốn gì cũng phải qua Lý được mới không qua đó. Ghê. Rồi còn gì nữa? Lý ơi, có thể là tính tình hơi cứng một chút. Cứng tính với lại thẳng tính nữa. Có nghĩa là có sự kiên định. Dạ đúng rồi. Lập trường vững chắc. Đúng rồi. À, khó ai tác động vô phải không? Chỉ từ cô ấy tự thay đổi thì được. Đúng rồi, thật là cô ấy thay đổi người khác. À rồi, dạ. hiểu. Chị là phải hỏi ý kiến em luôn đó hả? Hay quá. Rồi, thế bữa nay nhìn nhận thì gặp bạn trai này đây. Anh Dũng ha. Thì cái cảm nhận của em như thế nào? Và em có ý kiến gì cho cặp đôi này ngày hôm nay? Nhìn bề ngoài thì tất nhiên là anh là chín chắn rồi, lớn rồi. Chắc có thể anh hơn tuổi em á. Em có thể nhỏ hơn. Anh sinh năm 87. Dạ đúng rồi, em nhỏ hơn. Lý cũng đến cái tuổi là tìm hiểu. Nên em nghĩ là mình phải tìm hiểu trước thì mới biết được. Chứ qua một buổi nói chuyện như vậy thì cũng chưa biết được đâu vào đâu. Nhưng mà mình theo em khuyên em mình thì có nên cho cái cơ hội để tìm hiểu nhau không? Cảm nhận đầu tiên của mình là chị, mình nhìn vô cặp này thì mình thấy sao? Em nghĩ là nên cho cơ hội. Nên cho cơ hội ha. Dạ. Rồi em có bạn trai chưa? Em là một chồng một con rồi chị. Một chồng một con mà sao em gái mình chưa có một mối tình nào dắt dai mà chị không có tình hỗ trợ gì hết trơn trọi vậy? Hỗ trợ nhiều lắm chứ. Trời ơi. Theo em thì cái nguyên nhân gì mà cô ấy đến giờ này vẫn chưa có mối tình nào? Bản thân em, chồng em nhỏ hơn em. Cho nên em chỉ quen những người nhỏ. Và Lý thì em nghĩ phải quen những người đứng hơn, lớn hơn thì nó mới hợp, đúng với một gia đình thì nó dễ, nó hoài hòa hơn. Rồi, cảm ơn những ý kiến của em. Đó cũng là giúp ích cho Lý ngày hôm nay rất nhiều. Mặc dù như em chia sẻ là Lý có lập trường của mình rồi. Hồi nãy giờ chắc chọn hay không, cổ cũng có ý của cổ hết trơn rồi. Cảm ơn em nha. Ý kiến của chị ruột nha. Dạ. Để mình tham khảo. Rồi, thế bây giờ mình chơi một trò chơi đi. Để cho hai em có cơ hội tiếp xúc với nhau, trải nghiệm với nhau nhiều hơn nữa. Để mình có cái đưa ra cái quyết định chính xác để mình có hẹn hò với nhau hay không. Mời em gái bóc trước một lá bài. Rồi, đọc lớn lên yêu cầu trong đó cho chị. Đang tay trong tay với bạn gái ở trung tâm thương mại, bỗng nhiên gặp bạn gái cũ đã mất liên lạc một thời gian. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Đó, em hỏi ảnh đó, anh trả lời đi. Đang đi tung tăng, đang đi chơi với người yêu. Hiện tại, tự nhiên tình cờ gặp người đang nắm tay tung tăng nè, gặp bạn gái cũ mà mất liên lạc từ bấy lâu nay, lúc đó em sẽ phản ứng như thế nào? Mình đã hết tình với nhau á thì vẫn còn nghĩ có thể là gặp lại bạn gái thì vẫn chào hỏi bình thường, chứ mình quan trọng mình có lăng nhăng lại hay không á, thì đó là do mình. Nhưng mà ngay lúc đó em xử lý như thế nào? Vì em phải hiểu rằng đây là cái cô bạn gái cũ mà mình mất liên lạc, là mình cũng đang muốn tìm kiếm hoặc mình cũng tò mò. Chứ thí dụ mình chia tay mà mất liên lạc lâu rồi, giờ gặp lại mà mình đang đi tung tăng với bạn gái mới của mình nè, thì ngay lúc đó mình
xử lý sao? Có kêu cổ, có chào cổ hay là lơ hay là như thế nào đó? Cái mình xử lý như thế nào ngay lúc đó? Có thể là lơ đi. Lơ đi là mình sẽ mất cơ hội luôn. Vì cô này là mình mất liên lạc lâu nay rồi đó. Dạ không sao, tại vì cái duyên đã hết rồi. Thì bây giờ mình lơ đi, mình đang có thì mình phải biết giữ cho cái của mình đang có trước. Còn ví dụ là đã qua thì có thể mất đi, đã mất rồi thì mất thêm một lần nữa không? Còn nếu như mà đụng mặt, đối mặt nhau thì như thế nào, xử lý như thế nào? Đối mặt thì vẫn chào, vẫn nhìn nhau, cười chào nhau một tiếng, giờ có đường ai nấy đi. Tại vì trước đã đường ai nấy đi rồi, thì bây giờ thì cũng đường ai nấy đi rồi ạ. Chứ đâu còn dây dưa tình cảm hay là tình cũ không rủ cũng tới. Rồi ví dụ như giờ cô đó, cô chủ động, cô ơi chào anh khỏe không, rồi nói chuyện. Tại vì cô mất liên lạc mà, cô gặp em cô cũng vui này kia, thì lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Có hai trường hợp. Thứ nhất là bạn gái của em có biết về người em, có kể về bạn không cho bạn gái nghe chưa? Ừ. Thứ nhất chưa kể thì em vẫn chào em, đây là giới thiệu về bạn gái cũ hay gì đó. Có thể là nhưng mà chia tay ví dụ 5 năm, 7 năm gì đó. Thì bây giờ tụi em vô tình gặp lại nhau thì hai người bên cũng vui vẻ. Còn ví dụ mà trường hợp mà kể rồi thì đó, như anh kể với em là đây là người này người kia thì... Mà em có giới thiệu với người đó đây là bạn gái mới của mình không? Đây là bạn chính gái sao? Của mình không? Chính xác. Có thể là ví dụ bạn gái hay là vợ sắp cưới hay là vợ gì đó thì tùy từng lúc mình giới thiệu. Rồi, cảm ơn em. Đó là cách cư xử của ảnh, mình nghe thôi để mình hiểu thêm về tính cách của một con người ha. Bởi vì tôi nói trò chơi này nó hay lắm á, nó giúp cho mình hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, mời em. Trong số 3. Rồi, đọc lớn lên đi em, coi nói gì trong đó. Bạn gái thể hiện hành động mà bạn trai cho là lãng mạn nhất. Bạn gái hãy thể hiện một hành động gì mà bạn cho rằng là lãng mạn nhất mình dành cho bạn trai. Như mình thương người yêu mình nè, mình muốn dành một cái hành động gì đó, làm gì đó lãng mạn cho bạn trai của mình thì em làm gì? Mời em. Người ta chia sẻ quan điểm người ta rồi, giờ tới phiên mình. Do bình thường em sẽ làm đồ handmade để em tặng. Nhưng mà bây giờ ở đây hả? Ngay lập tức hả? Đó, thể hiện ngay tại đây. Em có làm gì không? Hay là em đọc một bài thơ nha. Đọc một bài thơ, ok, mời em. Và cái này dành cho bạn trai nha. Đó là một sự lãng mạn dành cho bạn trai. Chị nghĩ là em nên đi qua bên đây đứng để cổ đọc cho mình nghe. Mời em trai qua đây. Bạn gái mình có thể đứng lên rồi mình đọc thơ cho chàng trai này nghe. Bài thơ này là của Buson. Thể loại thơ haiku thì nó rất là ngắn, đơn giản thôi, chỉ có 3 câu. Mưa xuân lất phất rơi, ô và áo tơi cùng đi. Nó chỉ có vài chữ vậy thôi, mà lúc mà em nghe cái bài thơ đó là em cảm thấy giống như là cái cặp đôi đang yêu này nè, họ không có cùng nhau chia một cái ô, mà là cô gái mang ô, còn chàng trai mang áo tơi. Có nghĩa là hai người đi bên cạnh nhau, muốn đến bên cạnh nhau lắm rồi, nhưng mà vẫn có một cái khoảng cách. Giống như là khi mà mới yêu, đó là những cái rung động đầu tiên, và nó nhẹ nhàng. Anh cảm nhận như thế nào? Anh nghe kịp bài thơ không? Nghe kịp, dạ. Cảm nhận như thế nào? Cái thời gian đầu thì hai người chưa hiểu nhau. Có thể là một người đang ở sau quả, người sau kim. Thì sau cái thời gian tìm hiểu thì mình mới biết người này có hợp với mình hay không, là cái gì mình thay đổi để phù hợp với người ta. Hoặc là mình có thể là thay đổi người ta để mà hai bên cùng tốt thôi, để có thể là đi chung hết được. Nhưng mà bài thơ ngắn quá, tôi chưa cảm nhận được. Bây giờ nè, đã sẵn đứng đây rồi, tôi sẽ cho một cái âm nhạc vang lên. Hai bạn có thể dìu nhau nhún nhảy qua lại một chút xíu để làm gì? Để cho mình có một cái kiểm tra lại cái tín hiệu trong con người mình, coi có cái luồng điện nào truyền qua hay không, để chúng ta chuẩn bị sau khi kết thúc cái âm nhạc là chúng ta sẽ về vị trí và đưa ra quyết định là có hẹn hò với nhau hay không, được không? Rồi, lên phía trước mời hai bạn. Chàng trai chủ động đi. Rồi, cái này là có một sự va chạm nhẹ nhẹ nha. Ai là người biết khiêu vũ? Em biết khiêu vũ, vậy em hãy chủ động. Em biết khiêu vũ không Dũng? Không đúng không? Không, bây giờ cô gái sẽ dìu mình ha. Chủ yếu là cái gì? Để cảm xúc. Âm nhạc. Bước sang bên phải trước nha anh. Rồi, bên phải của em hay bên phải bên của anh? Bên này ạ. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đơn giản vậy thôi nha. Okay. Chỉ bước qua bước lại. Okay. Sau đó là bước tới là bước lui. Dạ. 2, 3. Thôi vậy bước qua bước lại thôi. Để cho vô nè. Ok. 1, 2, 3, chậm. 1, 2, 3, chậm. 1, 2, 3, chậm. 1, 2, 3, chậm. Đó. Thì cái đó là khung mở, còn khung đóng nó như thế này. Đúng không? 1, 2, 3. Cứ thả lỏng ha. 1, 2, 3. Mềm mại một xíu là được. 1, 2, 3, chậm. 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 Dạ, dạ, dạ. Dễ thương.
Hồi đầu cứng cứng thôi chứ lúc mà ôm nhau là thấy hơi mềm mềm rồi đó. Này về huấn luyện chừng từng lễ thôi là ngon lành, bước chân là búng 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 luôn ha. Sao em lần đầu khiêu vũ hả? Dạ đúng rồi. Đứng đơ vậy đó hả? Dạ. Cảm xúc trong người như thế nào? Tắt luôn thôi. Nhưng mà dễ không? Cô giáo chỉ dễ mà. Dạ. Dễ hiểu đúng không? Cố gắng học chị. Đó là điều rumba cơ bản thôi. Dạ. Thú vị đó. Rồi nếu như bây giờ được hẹn hò lần đầu tiên thì em tính là mình sẽ hẹn hò như thế nào? Bữa đầu tiên thì có thể đi cà phê, không gian nó sẽ phù hợp hơn. Còn sau này thì có thể là đó tùy tính. Rồi, theo như em nghĩ thì nếu kết hôn với nhau thì ai sẽ là người quản lý kinh tế trong gia đình? Chắc là em rồi đó. Chắc là em rồi đó. Em nghĩ sao? Em đồng ý. Em đồng ý. Không, đừng đồng ý lẹ lẹ vậy, không suy nghĩ gì hết vậy. Không, tại vì thường thì em và nhiều người con trai thì không biết giữ tiền. Kiếm tiền thì được mà giữ tiền không được. Nên là em cần một người biết quản lý chi tiêu. Ví dụ là mức sống của gia đình bây giờ là ví dụ 10 triệu đi, 9 triệu bạn ấy cũng phải đủ chi tiêu, mà 11, 12 triệu bạn phải quản lý chi tiêu được. Đúng. Rồi, bây giờ câu hỏi cuối cùng dành cho hai bạn. Nhìn thẳng vào nhau nhé. Mỗi người sẽ nói một câu nữa thôi. Bạn cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy qua cái cách anh nói chuyện á, thì anh là một người rất là tâm lý. Thời điểm đó nè, em chưa biết yêu là gì hết á. Nhưng mà em rất mong muốn cái người em tìm được sẽ thương em. Thực ra thì hồi tối á, cũng một phần là do ghi hình, một phần là do hôm nay gặp được bạn bên đây thì em cũng hơi bị khó ngủ. Tới đây gặp thì cũng thấy bạn gái cũng dễ thương và có thể là tụi em có thể tìm hiểu lâu dài hơn. Mong thì hai người có thể đi với nhau được xa hơn, có thể tiến tới hôn nhân. Nhớ bạn gái tên gì không? Bạn Lý Cao. Đúng rồi, Lý Cao. Chương trình chỉ cho chúng ta cái cơ hội thôi. Còn nắm bắt hay không, quyết định có tìm hiểu, có đến với nhau hay không là quyền của hai bạn. Sau cái bấm nút này chúng ta còn một đoạn đường dài để tìm hiểu nữa. Hãy đặt tay vào nút bấm và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm của Thị Tường nha. Và mình chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Mời hai bạn nhắm mắt lại luôn. 1 2 3 Hết thời gian. Cảm ơn hai bạn. Mời em qua đây. Hai nửa trái tim đều sáng cùng một lúc nha. Chúng ta qua đây đứng đi ạ. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Trước tiên là chị Tường rất là vui vì hôm nay Lý cũng tìm được một người bạn trai. Anh ấy như thế nào là do Lý tự tìm hiểu ha. Hy vọng ngày nào đó các bạn sẽ báo tin vui cho các Tường cũng như là cho chương trình nha. Rồi, thay mặt chương trình gửi tặng cho Lý một món quà để làm đẹp nè. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim. Đây, chúng ta có thể đi xem phim liền trong cái buổi hẹn hò đầu tiên. Đến đó để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chúc mừng hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi các bạn ơi. Như quý vị thấy đó, họ đã tay trong tay rồi quý vị. Vì cô gái này là cô gái chưa hề có một mối tình, chưa hề có một nụ hôn. Lần đầu tiên gặp mặt chúng ta cũng nên dành cho nhau một nụ hôn để kỷ niệm, đúng không? Rồi Dũng, mạnh dạn lên, tự tin lên. Xin phép cô gái ấy. Rồi, anh xin phép em. Rất dễ thương. Biết đâu sau này lấy nhau, đây là những kỷ niệm rất là ngọt ngào đó thưa quý vị. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị nha. Các Tường xin nói lời